spring is starting to arrive in Vietnam. All around, pink cherry blossom starts to appear. EYFS will share a poem. Bài thơ Cao Đao. Và mùa xuân đang đến trên quê hương Việt Nam. Hoa mai, hoa đào bắt đầu khoe sắc. Các bé khối mầm non sẽ biểu diễn bài thơ Cây đào. Xin mời ba mẹ cùng đón xem ạ. À.